công chúa Josie không nhận được của cải. Người hầu bỏ đi, tiền đã hết. Và công chúa phải làm quen với một cuộc sống giản dị hơn. Nhưng Josie không từ bỏ. Cô vẫn còn chú chó yêu quý, Dina. Nó không để tâm đến Josie giàu hay nghèo. Cô không hề đơn độc. Đổ kem dưỡng vào lọ thủy tinh. Trang trí nút lọ với một nụ hoa. Cô nàng đang sửa soạn trước gương. Ồ, dọn dẹp xong làm tay mình khô quá. Mình sẽ thoa kem dưỡng tay. Chiếc xúc lô hội sẽ giúp cho da mềm mại hơn. Josie tự may quần áo. Đầu tiên, cô làm một chiếc có cổ bằng vải bố. Sau đó thêm một chân váy lớn bằng vải vàng. Có một vài chỗ rách, nhưng chúng ta có thể vá nó lại. Loại vải này đã từng tỏa sáng như vàng. Một hình vương miệng trên cổ. Dù gì, Josie cũng là hoàng gia mà. Mình phải chăm sóc cho mái tóc. Công chúa không làm kiểu tóc cầu kỳ, nhưng cô vẫn đội vương miện. Wow. Đôi giày đã rách rồi, nhưng vẫn sáng lấp lánh. Và dây thần sẽ thay thế dây đai đắt tiền. Vương miện này dù không phải kim loại quý, nhưng mình vẫn có danh dự, niềm tự hào và một trái tim nhân hậu. Nhà của Bridget theo phong cách phóng khoáng. Một lò sưởi ấm áp làm sáng bừng cả căn phòng. Nhìn nơi này ta có thể thấy công chúa rất sáng tạo đó nha. Chiếc piano, giá vẽ và bút chì. Chào mừng đến nhà của mình. Đây là Coco. Mình chơi piano tặng bạn nha. Hoặc mình có thể cho bạn xem những bức tranh. Mình tốt nghiệp trường nghệ thuật đấy. Wow. Trang phục của Bridget đều được may riêng. Một chiếc váy lộng lẫy với váy lót bằng vải tơ là một phần của bộ sưu tập. Chiếc váy voan đính thêm vàng này vô cùng đắt giá. Wow. Chiếc áo làm từ ri băng rộng rất vừa vặn. Và còn thêm trang sức bằng vàng trên cổ và cánh tay. Công chúa, người có thư ạ? À? Thú vị đó. Mình đã giành danh hiệu công chúa giàu nhất của năm. Không ngạc nhiên cho lắm. Gắn bốn chân vào một hộp đồ ăn. Dùng que khuấy cà phê cắt ra sẽ rất phù hợp. Phun sơn bạc cho chiếc bồn tắm. Dùng keo nến trang trí hình vương miệng. Màu đồng sẽ đẹp hơn. Làm chiếc bồn nhìn cũ hơn nha. Công chúa đang thư giãn và thưởng thức hương hoa. Hãy cho cô không gian riêng. Josie rất sạch sẽ, nhưng việc đi tắm không đơn giản. Cô phải bê một bình nước rất nặng rồi đun lên. Trước khi nước nguội, cô phải thoa xà bông lên trên người. Cuối cùng là quấn chiếc khăn tắm mà chẳng ấm chút nào. Oh, tự làm mọi việc thật là khó khăn. Và những con ếch sống trong bồn tắm đang cười Josie. Josie phải bằng lòng với những gì đang có. Còn Bridget thì tận hưởng trong chiếc bồn tắm vàng. Phun sơn màu vàng lên một hộp đựng kem. Chân đế kim loại sẽ giúp nhìn đắt tiền hơn. Mặt bên bồn tắm được trang trí bằng dây ren vàng, ri băng và một chuỗi hạt kim sa. Và hạt kim sa hình chiếc quạt giúp cho bồn tắm trông thật tinh xảo. Dùng một đoạn dây thép để hoàn thiện bồn tắm nha. Chiếc vòi nước sang trọng và lấp lánh. Thêm vòi nóng và lạnh. Tắm bồn như thế này rất thoải mái. Người hầu đang chuẩn bị nước tắm cho công chúa. Miranda, nhiều bọt hơn đi. Richard rất thích tinh dầu. Một bồn tắm bong bóng phải có nhiệt độ phù hợp. Không quá nóng, không quá lạnh. Richard có cả một bộ sưu tập trang sức đắt tiền. Nhìn mình thật tuyệt. Nhưng còn thiếu một thứ. Hôm nay nên đổi chiếc vương miện nào ta? Tạo một chiếc nhẫn từ ri băng vàng.
thợ làm trang sức đã làm rất tốt. Tất cả trang sức này đều được làm riêng cho mình. Là có 102. Nói gì đây chứ? Mình giàu mà. Làm một chiếc áo choàng rộng. Buộc dây như vậy nha. Cắt lỗ cho hai tay. Chỉ cần thêm một chiếc mũ để bảo vệ cô nàng khi trời mưa. Áo choàng rách và chắp vá rất nhiều chỗ, nhưng nó giữ ấm giúp Josie. Josie đi dạo cùng đi na. Mình yêu thiên nhiên, từng cành cây, chú chim, cún con. Tất cả đều làm mình hạnh phúc. Trời nóng quá, không mặc áo choàng nữa đâu. Biến một chiếc hộp nhựa thành hộp trang sức. Sơn một lớp màu vàng đầu tiên. Sau đó là một lớp hạt kim sa. Tỏa sáng lấp lánh. Bên trong là một vỏ ngọc trai. Không biết có gì đắt hơn nhỉ? Chiếc hộp trang sức hay những phụ kiện bên trong? Ngọc trai, trâm cài và vòng tay. Công chúa sở hữu bộ trang sức đẹp nhất từ những người thợ giỏi nhất. Miranda, mang hộp trang sức ra đây. Ta muốn một kiểu tóc mới. Nhiều đồ quá. Nhưng hôm nay ta cần gì đó thật đặc biệt. Một chiếc nơ vàng gắn đằng sau được đó nha. Rất thanh lịch, lại sang trọng. Đúng như ý của ta. Josie không đủ tiền thuê giúp việc. Cô phải tự mình dọn dẹp nhà cửa. Làm chổi quét bụi. Dán lông vũ vào một đầu que gỗ. Này bụi bẩn, chờ đó nha. Cố định mối nối bằng dây thừng. Như vậy lông vũ sẽ giữ nguyên hình dạng. Và nó sẽ đứt bền với một cái cán kim loại như thế này. Nhiều bụi thật đó. Tạm biệt bụi bẩn. Và chào đón một ngôi nhà sạch sẽ nào. Mau lau dọn đi. Chổi quét dễ dàng dọn sạch bụi đi mà. Phủ sơn màu kim loại lên một mặt dây chuyền. Chiếc khay như thế này dùng để dâng đồ ăn lên cho các vua chúa và nữ hoàng. Gắn tay cầm làm từ nửa chiếc vòng vào hai bên. Sơn màu giống nhau. Miranda, mang cà phê cho ta. Công chúa ạ, cappuccino người thích đây ạ. Cảm ơn nhiều. Để khay xuống bàn đi. Một ly cà phê đậm đặc cùng mèo con. Một buổi tối tuyệt vời. Làm chiếc máy khâu từ đất nặng. Làm các bộ phận chính. Gắn một vòng tròn đục lỗ. Thêm cây kim khâu. Công chúa có một chiếc máy khâu màu đen. Đặt lên một tấm giấy xốp. Chiếc máy khâu có một bông hoa vàng và những hình trang trí bên ngoài. Công chúa không còn nhiều chỉ nữa, nhưng vẫn đủ dùng nha. Đặt may đồ từ thợ thì quá đắt tiền. Josie tự mình may quần áo. Mình biết bản thân thích kiểu thiết kế nào. Dana là một khách hàng rất khó tính. Công chúa làm việc rất chăm chỉ. Cô đã may áo khoác cho thú cưng. Nhờ tài năng của Josie, chú cuốn có một bộ đồ mới. Cùng làm một vương miện vũ trụ với những vì sao nha. Quấn dây thép dày xung quanh đầu của búp bê. Dùng kìm cắt bớt phần thừa đi. Cắt dây thép thành từng đoạn nhỏ. Bôi keo nến ra một miếng bìa để tiện dùng nha. Chấm từng đoạn dây thép vào keo rồi gắn lên trên vương miện. Được 7 tia sáng nè. Gắn những ngôi sao khác nhau lên đầu mỗi tia sáng. Và thêm hột xoàn vào bên dưới. Thử đổi chiếc vương miện vũ trụ nào. Cùng thêm khuyên tai, ngôi sao cho đồng bộ nha. Hai nàng công chúa đã quen với lối sống của họ. Dù có giàu nghèo khác nhau, nhưng cả hai đều rất hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là trái tim, không phải là tiền bạc. Nếu là công chúa thì các bạn sẽ sống trong lâu đài như thế nào? Hãy bình luận bên dưới nha. Hãy nhấn like và đăng ký kênh La Lilu. Chúng mình còn rất nhiều truyện cổ tích và những ý tưởng búp bê mới lạ nữa đó.